dâu của mình hôm nay giới thiệu với các bạn là mình hái lá rau bùi đầu vào để nấu chế nấu nước dốc. Tiếp pha trộn lẫn với các cái cây rau thơm khác để ăn sống. Rau mùi tàu này ăn rất thơm các bạn ạ. Khi nấu được cái giấm ta bắt nó băm nhỏ rồi bắt đều lên nồi giấm để tạo nên mùi thơm hết. Thank you.
bạc hà này, à, lá mùi tàu này có rất nhiều tác dụng mà hợp nhất cho các sinh hoạt trong gia đình. Hái lá mùi tàu để ăn sống. Đến đây là hết. Chào các bạn.